Phần 57 Thằng Tâm và bà chủ dữ dằn Sương biết trước rồi, nàng nhanh chóng chui vào trong chăn ấm cười khúc khích. Không lâu sau Tâm đã đi vào để rồi liệm đi trong cảm xúc. Bỗng Sương cảm giác như nó đang cười. Nàng còn chưa kịp định nghĩa điều đó nghĩa là gì thì nó đã tạo nên một không khí tuyệt vời. Hai con người đang nhìn nhau, định nghĩa màu sắc trong mắt nhau, cảm nhận ngôn ngữ bằng ánh mắt. Hai con người hòa vào nhau trong đêm đông lạnh giá. Tâm cứ vậy mà ở lại nhà Sương. Sương không nói gì, nhưng hai con người cứ đến giờ là về nhà đều đặn. Sương luôn dậy đi chợ thật sớm, nàng ghi rõ muốn ăn món gì. Tâm chiều đi làm về là nấu nướng đợi Sương. Hai con người cứ bên nhau mỗi khi có dịp. Mà thực ra làm gì có cái gì gọi là dịp. Hai con người cứ đắm chìm trong cảm giác mới mẻ về nhau. Sương cứ lẫn lộn trong cảm giác hạnh phúc và buồn giàu. Hạnh phúc vì mỗi khi về nhà nàng lại được hưởng cái cảm giác lứa đôi, được quan tâm chăm sóc, cái cảm giác thoải mái, bình yên khi tâm bên nàng. Sương đang trải qua tuần trăng mật thực sự của đời người. Nhưng ngày qua ngày, không khí Tết càng gần đến. Tâm sẽ về quê ăn Tết, vậy là những ngày hạnh phúc sẽ trôi qua. Sương lăn tăn không biết ra Tết sẽ ra sao. Liệu nàng có nên lại rủ dê nó tới ở cùng nữa không? Dù gì nó cũng có cầm rồi, nàng giờ cũng có vai vế. Ở chung sớm muộn cũng có người biết. Rồi đến tai Thảo Nguyên thì sao? Sương sợ, nàng sợ Thảo Nguyên hiểu nhầm mình, sợ nó nghĩ mình đi mồi chài người nó thích sương cứ bần thần không biết xử lý sao ngày tâm về quê càng gần sương cứ bần thần không tập trung được vào công việc loan phải nhắc đi nhắc lại mấy lần nhưng nàng không nhập tâm được sương cuối cùng phải xin lỗi loan rồi về trước nàng muốn nghỉ ngơi sương về đến nhà thì tâm chưa về sương lê bước lên phòng rồi chui vào chăn nàng cuộn tròn người trong chăn nước mắt khẽ tuôn sương quen nó ở đây rồi quen cái cuộc sống thế này rồi Chán đời, nhưng ngày qua ngày Sương càng thêm quyến biến nó, quyến biến cái cuộc sống màu hồng này. Nàng biết mình phải rứt ra, nhưng một phần trong Sương không nỡ. Giá như, giá như mình trẻ thêm một chút. Giá như từ lúc nó xây khách sạn, mình tán nó luôn. Giá như, giá như nó và Thảo Nguyên không đi quá xa. Sương đang miên man nghĩ thì bị véo vào má nàng. Nó mỉm cười khẽ hỏi, chuyện gì làm Sương buồn phải khóc thế? Tâm, Tâm làm Sương khóc đó. Tâm, Tâm có làm gì đâu sáng nay lúc đi làm xương còn vui vẻ lắm mà. Chính tâm, tâm bắt nạt xương. Bắt nạt xương chỗ nào? Làm xương mê muội làm gì thèm muốn cái cuộc sống thế này? Cuộc sống này vốn không dành cho xương. Tâm làm đầu óc xương mụ mị, làm xương nhớ tâm rồi. Giờ tâm về quê, rồi ra Tết thì sao? Sương biết sống sao? Sương không muốn trở lại cuộc sống lủi thủi trước kia. Sương cuối cùng cũng nói ra hết được điều mình muốn. Nàng cứ thế khóc không phải buồn nữa mà vì nàng đã giải phóng được hết uất ức trong lòng tâm sững người khi nghe sương tuôn một chàng phải lúc sau nó mới ngấm hết điều nàng nói tâm trầm ngâm quả thật nó cũng thích cuộc sống như vậy bên sương nhưng chính nó cũng không nghĩ xa xôi hơn mà chỉ đơn giản muốn tận hưởng thú vui bên sương nó quên mất nếu nó đi thì sương lại bắt đầu lại với cuộc sống một mình không có ai sáng đi tối về thui thủi một mình chú tiến từ mấy tháng trước đã đi về quê cái bụng em vợ chú đã lớn chú chẹp chẹp miệng đành yên phận buổi cuối cùng chú và nó đã nhậu đến say quắc cần câu chú cứ nhắc đi nhắc lại nếu sương có việc gì phải gọi chú ngay nhưng gọi làm gì điều sương cần thì chú không cho được nữa ít ra như trước kia chú còn ở bên sương sương cũng đỡ cô quạnh giờ nó tự dưng bày trò gia đình nhờ với sương nó đi rồi sương tính sao tâm bạo gan nghĩ hay là kết nạp sương vào gia đình của nó như cẩm nhưng rồi nó bỏ qua ý đó nó vẫn nhớ tới thảo nguyên cái tính gai góc đó của nàng nếu biết nó và sương thì không biết thảo nguyên xử lý sao chứ chưa nói giờ nó muốn dinh sương về làm phòng nhì phòng tam sang năm nó xây nhà rồi đón mẹ và mẹ con cẩm vào rồi cũng không thế này mãi được tâm cũng đờ ra nó dối quá mà chưa biết nghĩ sao nó còn đang mải nghĩ thì sương chợt cấu nó một cái sương phì cười nhìn cái mặt vẫn thộn ra cao có của nó sương nói chơi thôi bấy lâu nay ở vậy là sương vui lắm rồi ra tết nhiều việc lắm không tối tối ngày ngày thế này được tâm lại về lán sương lại tập trung làm việc để tâm nghĩ xem có cách vẹn toàn không tâm xin lỗi đã không nghĩ cho sương nghĩ ngợi gì hai ta như bèo nước gặp nhau vui vầy rồi lại tách ra giữ đó làm kỷ niệm cho vui là được nếu tâm nói tâm thích cái cuộc sống như vậy với sương thì có tin không tâm thích được thế này tin sương tin sương cũng thích nhưng mà không được mà sương nghĩ rồi mà nghĩ không ra Sương bật khóc. Nàng muốn nói lời gì đó làm mắt lòng mắt dạ nó để chia tay, mà thế nào dãi bày thổ lộ hết với nó. Nhưng cả nó và Sương làm sao có cách gì vẹn toàn được. Sương còn đang mải nghĩ thì nó lại kéo Sương lại. Sương định đẩy nó ra nhưng lại thôi. Trước nó nàng như buông thả, trái tim đưa nó hết rồi còn gì mà cần giữ. Chính xác là cả trái tim nàng. Người ở tuổi này rồi chỉ khát khao bình yên và hạnh phúc. Những ngày qua ở cùng Tâm Sương đã nếm chọn được những cung bậc hạnh phúc nàng kiếm tìm. Chỉ đơn giản thế sao cả thanh xuân nàng không tìm thấy. Dường như ai trong mắt Sương đều có vấn đề gì đó, đều có chút khiếm khuyết gì đó. Phải chăng là vì Thảo Nguyên, nó là lý do Sương từ chối nhiều người, là vật cản khiến Sương không dám tiến tiếp. Sương cũng trả rõ, nhưng giờ Sương tìm được rồi, chỉ có điều nó không dành cho Sương. Có lẽ, thôi đến đâu thì đến. Tiếng điện thoại chợt vang lên. Tâm với điện thoại nơi đầu giường đưa cho Sương, Sương cầm điện thoại mà vô thức cầm nghe. Bất đắc dĩ Sương phải nghe máy. Là Loan gọi, việc cũng gấp thật. Nàng trả lời điện thoại mà cứ bập bõm kia chứ. Loan hỏi sao nàng trả lời kiểu như vậy làm Sương phải nói là đang bận. Sương chưa kịp nói rồi sẽ gọi lại sau thì điện thoại tắt phụt. Nàng ngơ ngẩn nhìn cái điện thoại. Sự việc đột ngột quá, đầu óc Sương còn chưa kịp hiểu rõ gì cả. Nàng ngẩn một lúc lâu rồi chợt xị mặt ra nhìn Tâm, Tâm bảo này. Làm vợ Tâm nhé, Sao? Cái gì? Sao có thể? Sương trợn tròn mắt nhìn nó. Đầu nàng như nổ tung, không tin được điều mình vừa nghe thấy. Nó khẽ gật đầu như xác nhận lại điều mình vừa nói. Sương nhìn nó, ánh mắt nó không có gì đùa cợt hay giả dối gì cả. Sương chợt bối rối. Nàng như lạc vào mê trận không biết trả lời sao. Quả thật trước giờ Sương chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với nó. Nàng chỉ nghĩ đây là một cuộc chơi và nàng đang cố rứt ra mà thôi. Tâm đang đùa phải không, tâm nói thật tâm cũng có tình cảm với sương cũng muốn sống những ngày như vậy với sương mãi tâm không thể đảm bảo đêm nào cũng ở cạnh nhưng tâm sẽ cố hết sức để ở cạnh cùng sương nấu ăn cùng ở bên như thế này ý là sương là vợ của tâm đúng giọng nó xìu xuống buồn bã nhìn nàng sương hít một hơi thật sâu nhìn nó rồi chợt vỗ thật mạnh vào vai nó tâm nghĩ hay nhỉ tham có vừa thôi sương cần thì thiếu gì đàn ông mà phải như thế này tâm tâm hả đó là cách hay nhất tâm nghĩ ra được. Sương không thích. Dù chưa có ai thì tâm và sương cũng không được. Vậy chỉ là vì thế này thôi sao? Đúng vậy. Chứ tâm nghĩ sao? Vâng, có lẽ là tâm hiểu nhầm. Tâm xin lỗi. Nó có vẻ mệt mỏi đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sương nằm đó cứ thế ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Tiếng cổng mở ra rồi nhẹ nhẹ khép lại. Sương chợt bật khóc. Nàng không biết sao phải khóc nhưng nàng không kiềm lại được đây chỉ là một cuộc chơi nàng phải tận hưởng vui thú chứ sao lại thế này ngày cuối năm vậy là mai nó sẽ về với mẹ với làng quê của nó tâm nhìn mọi thứ nó thấy buồn bã chuyện nó và sương có lẽ thế là chấm dứt tâm hơi nuối tiếc nếu nó không nói câu đó có lẽ nó và sương sẽ tiếp tục nhưng lúc đó tâm muốn có trách nhiệm với sương nó cũng có chút tình cảm với người đàn bà mình sống bên nhau hơn nửa tháng hai con người không nói tình cảm với nhau mấy nhưng những cuộc bùng cháy hàng đêm không chỉ là thể xác mà linh hồn dường như cũng đồng điệu với nhau những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống làm tâm ngộ nhận xương có tình cảm với nó có lẽ đó chỉ là cuộc vui thôi sao năm nay nó không phải ở lại nên cũng hùa vào theo cuộc vui của đám thợ thợ ở xa về gần hết rồi ở lại chủ yếu là muốn kiếm thêm để có thêm tiền đưa về nhà tâm uống hết mình nó cũng không muốn giữ gìn gì nữa nó muốn say cho thoát khỏi những bức bối mấy hôm nay. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt màn dô hò uống rượu. Tâm theo thói quen vẫn xem điện thoại là cô Loan gọi. Nó đi ra góc vắng rồi nghe. Cô bảo nó tới khách sạn có việc cần nhờ. Tâm ngần ngừ rồi đáp ứng. Nó vẫn hơi sợ cô, có lẽ từ cái đợt nó va chạm với cô. Tâm ra xúc miệng cho bớt mùi rượu và rửa mặt cho tỉnh. Rượu làm nó hơi chánh choáng. Cô Loan từ lúc nào cũng bắt trước xương trưng dụng một phòng khách sạn để làm nơi làm việc có lẽ cái vị thế giám đốc công ty to cần có văn phòng để tiếp khách trước giờ việc buôn bán của cô chỉ dừng lại ở cà phê gặp gỡ trao đổi và quyết định nơi quán xá nhưng giờ phải khác không xuồng xã như trước được tâm gõ cửa phòng rồi vào cô đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc nó khẽ chào cô rồi tiến vào cô gọi cháu có việc gì ạ à? cháu xem sửa giúp cô cái bóng đèn tự nhiên hỏng tối quá cô làm việc không quen hỏng liền hai bóng trong hai ngày ai nhập đèn nguồn ở đâu mà chán quá ra tết phải chỉnh đốn có đèn thay chưa cô đây ngay trên bàn đây lúc nãy cô gọi cậu tứ đến sửa mà vợ cậu ta lại vừa vào viện sắp sinh lên cậu ta vội đi luôn mấy đứa nhân viên gọi mà không đứa nào biết đấu dây điện là thế nào tết rồi cô trực toàn bọn trẻ măng chắc không được ai chỉ để cháu thay nhanh cho cháu đứng luôn lên bàn được không cháu đứng luôn đi tâm leo lên bàn nó nhanh chóng thay xong cái bóng mà không cần tắt điện nó cúi xuống định bảo cô thì thấy cô cũng đang nhìn lên cô đang nhìn nó tâm hơi sững rồi nó chợt nhìn cô từ trên cao có khác cái áo sơ mi hơi rộng dường như được đôn lên thật đẹp tâm chợt bắt gặp ánh mắt cô nó và cô có chút bối rối tâm leo xuống cười nói giấu đi sự bối rối vừa rồi nó đi ra thay bóng còn lại khổ nỗi không có cái ghế nào đủ cao chả nhẽ kéo bàn làm việc của cô ra đây nó liếc thấy cái đôn xứ cao gần đó có lẽ đủ cao nó lôi cái cây cảnh khỏi đôn xứ rồi vác đôn ra chỗ thay bóng tâm trèo lên và thấy không ổn cái đôn cứ hơi rung khi nó cố kiễng chân lên tháo cái bóng chân nó bỗng được giữ chắc lại cái đôn cũng không cập kênh nữa nó nhìn xuống cô đã giữ cái đôn lại tâm vội cười với cô cảm ơn rồi thay tiếp đèn này chỉ hỏng chip led không hỏng tụ nên thay nhanh tâm định xuống thì chợt cái đôn cập kênh dữ hơn khi một chân nó rời khỏi đôn theo bản năng tâm bám lấy người cô, không đủ để làm nó ngã, nhưng nó kéo cô lại phía nó. Tâm có thể thấy rõ hương thơm mùi nước hoa từ bên cô. Không hiểu là mùi nước hoa gì mà thơm thật nhẹ. "Cháu xin lỗi." Tự Dưng lúc xuống đôn nó cập kinh. "Do cô, chân cô đau nên không ngồi giữ được nữa mà phải đứng lên." "Chân cô bị làm sao?" Lúc nãy cô định thử thay đèn, mà tại cô đứng ở gần mép bàn, lúc cúi xuống không vững nên nhào xuống đất. Chắc chống chân mạnh nên chân bị đau có bị sái không cô? Chắc không đến nỗi, vẫn đi được nhưng hơi đau. Cô trường đá chưa? Chưa, cô nghĩ không sao nên không làm. Để cháu làm cho, sắp Tết rồi đau chân đi sao được. Vậy giúp cô. Tủ lạnh đằng kia kìa. Cô cả nhắc đi lại bàn làm việc, nó đi ra lấy đá. Không có khăn, đành trường trực tiếp vậy. Nó đến nơi, cô ngồi đó đợi sẵn nó. Nó định trường thì chợt dừng lại. Sao không hộ cô đi? Vâng, tâm rồi bắt đầu trườm đá lên chỗ nó nghĩ cô đau. Cũng không biết hiệu quả không nhưng cô để yên nó hộ. Chả mấy khi được gần người phụ nữ đẹp và ghê gớm như cô. Nó cứ mặc định cô như vậy sau màn bắt ghen đêm mùng một Tết. Có lẽ cá tính nổi trội trong nó thích chinh phục con cái đẹp. Mà càng giữ càng muốn chinh phục. Nó thấy cô đang nhìn nó và nó cũng nhìn cô. Cả hai như đang đọc hiểu ngôn ngữ trong mắt nhau. Tâm huy động hết công suất của não hơi men chẳng làm não nó hoạt động chậm đi gì cả mà chỉ khiến nó bạo dạn hơn thôi thế là được rồi chân cô đỡ đau rồi cháu muốn hộ tiếp cho cô đỡ đau có lẽ không nên một cảm xúc kỳ lạ có xấu hổ có căm ghét có mong đợi đầu óc loan trống giống không biết gì nữa loan lưỡng lự đạo đức và phẩm hạnh không cho nàng như vậy nhưng bản năng và nhu cầu thì đồng ý nhưng đúng là một phần nguyên nhân là do nó từ cái hôm Loan ở ngoài, nàng cứ như bị ám ảnh. Nó cứ dày vò Loan trong những giấc mơ. Và khi Loan gọi điện cho tâm đến sửa đèn, nàng lại nhớ tới tối hôm đó, đầu óc ngập tràn như một cuốn phim cứ mãi chiếu trong đầu mà không hề phai mở. Sau hôm nay mọi thứ lại quay về như cũ. Tâm sẽ vẫn là nhân viên của Loan, Loan vẫn là sếp giữ dằn của Tâm. Loan vậy đã bật cười. Nó thì thầm, Loan đẹp lắm. Loan nằm thiếp đi trong cảm xúc. Giờ nàng mới thực sự với mãn nguyện trong đời sáng đã tỏ loan đã tỉnh nhưng không biết nên dậy hay giả là ngủ tiếp tâm đã dậy đang ở trong phòng vệ sinh chợt tiếng chuông điện thoại cứ vang lên loan đắn đo mãi nghĩ không biết làm sao loan ngẩng đầu lên thì chợt thấy tâm cười với mình để tâm đưa loan nghe điện thoại loan còn chưa hiểu nó nói gì thì tâm đã với cái điện thoại đưa cho mình loan cầm điện thoại đầu dây bên kia là thằng nghĩa nó hỏi đêm qua loan không về mà đi đâu Loan phải chối với thằng Nghĩa là Loan làm đến đêm mệt quá nên ngủ luôn ở phòng làm việc. Nói chuyện với nó một lúc mới xong, Loan thở vào đặt điện thoại xuống. Thật buồn, cha chúng có đi lung tung cả đời thì không sao. Nhưng nếu chúng biết Loan không hiểu nàng phải đối mặt với bọn nó ra sao. Loan đang tính nên nói chuyện với tâm thế nào để dứt điểm vụ này thì điện thoại lại kêu, lần này là Sương. Sương kêu Loan hẹn sáng nay qua gặp sớm sao giờ 10 giờ rồi còn chưa tới. Vậy mà đã 10 giờ rồi. Loan ẩm ở trả lời Sương, trong khi Loan lại nóng lên do nó, Loan cố dứt khỏi cuộc nói chuyện với Sương mà Sương nói lâu quá. Cuối cùng Loan cũng cúp được điện thoại. Vừa cúp xong thì tiếng gõ cửa chợt vang. Loan nhìn Tâm rồi vào trong. Tiếng gõ cửa lại vang, Tâm hô lên báo hiệu mời vào. Cửa mở, Nghĩa bước vào. Anh thấy có hơi là lạ nhưng không rõ. Không thấy mẹ đâu, chỉ thấy một người đang ngồi xoay lưng vào mình. Nghĩa không biết người đó là ai, nghĩa đi tới xa lông mới thấy rõ là tâm tâm đang đọc tài liệu gì đó mẹ tôi đâu anh tâm cô đang trong nhà vệ sinh vậy à anh tới lâu chưa tôi cũng tới được một lúc cô nhờ tôi thay mấy cái đèn chú thợ điện vợ sinh nên không có mặt vậy à anh sắp về ngoài đó phải không vâng tối nay tôi bay cửa nhà tắm mở ra loan bước ra với vẻ mặt bình thường mọi khi tâm nhanh chóng cầm tài liệu rồi xin phép về có gì nó đọc xong tài liệu sẽ báo lại loan cũng chả biết nó đang đọc tài liệu gì nữa có hề gì cái quý giá nhất mình cũng cho nó rồi còn gì tâm về đến hà nội thì đã tối muộn nó trần trừ rồi lại về nhà chú thím nó và chú khả vẫn còn nói chuyện chưa được như trước kia nhưng nó tính cũng phải làm hòa với chú nó còn muốn gặp thím nữa và liên mở cổng đón nó là thằng mạnh chú thím đi ngủ rồi vậy là nó không được gặp thím nhưng buồn hơn là liên không về ăn tết tối nay liên vẫn còn gọi cho chú nó Thằng Mạnh tò mò hỏi Tâm về thằng danh nào làm chị nó thất tình phải đi xa thế để làm việc. Tâm không dám nói, chả nhẽ nói là nó. Căn phòng của nó vẫn y vậy, mùi gối chăn còn thơm mùi vải. Chắc thím vẫn quét dọn trải ga chờ nó. Tâm nằm trên cái giường êm ấm nó nằm bao năm qua, nhưng giờ thấy thật trống trải. Nó nằm mãi không ngủ được. Thím chắc ngủ rồi, mà còn chú nữa, chắc không lên đây được. Nó cứ vật vờ lúc tỉnh lúc mê mãi gần sáng mới thiếp đi trong cơn mơ nó thấy liên lại ở bên cạnh nó nó gọi thầm tên liên nho nhỏ cuộc đời thật lạ khi còn đó ta chẳng chú ý đến nhưng khi mất đi thì tự nhiên lại nhớ nhung sầu khổ chợt bị véo mạnh một cái làm tâm bừng tỉnh là người thật chứ không phải mơ nhưng là lan lan liếc nó sặc lẹm dí ngón tay vào chán nó ngủ mê còn gọi tên gái khác là sao có gọi tên ai đâu còn nói trong lúc mê miệng lưỡi vẫn dẻo lắm nhớ nó thật à vâng nhưng nếu hai đứa đến với nhau thì nhiều thị phi lắm. Hai đứa có chịu được không? Tâm sẽ đem cô ấy vào Đà Nẵng. Đà Nẵng không được thì đi chỗ khác, nơi không ai biết Tâm. Vậy còn cẩm thì sao? Tính mang theo chắc. Cái đó sẽ từ từ tính. Nhưng nếu giờ gặp Liên sẽ không cho em ấy đi đâu nữa. Tí gặp chú khả đừng đả động gì về cái Liên đấy. Chú vẫn bực mình vì nó không chịu về ăn Tết đấy. Giờ sáng chưa hả? Chắc 5 giờ hơn rồi. Tâm sáng mắt vẫn còn sớm. Vậy thì tội gì mà không ăn đã nhỉ? Này! Không đâu nhé, ông khả dậy ngay đấy. Mấy hôm rồi toàn tầm gần 6 giờ là dậy. Thằng mạnh dạo trong đó cũng dậy sớm. Để khi về quê nhé. Nhớ đấy. Lại còn nhớ, sao quên được mà nhớ hay không? Lan rồi vội đứng dậy. Nàng sợ nó say lên thì có trời mới biết sẽ ra sao. Lan vội ra cửa xuống nhà. Chỉ thế thôi nhưng thế là đủ để cho Lan thấy thoải mái. Chỉ cần được ở cạnh nó còn vui hơn là 30 Tết đâu có mẹ lại được cả mẹ nữa tâm của con cơ mà tâm nào của con con đã bỏ nó đi anh còn gì nữa chú tiến đi rồi mẹ muốn kiếm ai tâm sự lại còn là nhân viên cấp dưới nữa chứ có làm sao mẹ cũng có quyền được những chuyện đó chứ con biết nó bảo gì không anh bảo gì mà thôi nhưng giờ nghĩ mẹ lại hay hay thật đáng ghét con mà gặp con phải cho vài dưa thêm dấu nặng hi hi thôi nhìn con kìa mẹ thấy nó chưa có ai thực sự đâu cả nhà bây giờ đều muốn nó tìm một ai đó thực sự con xem con thèm vào cái đồ tham lam ai đời cứ đàn bà là xúm vào không hiểu bên ngoài anh ta thế nào nữa thế thì có khác gì bố con đâu mà mẹ cứ mai mối cái con bé này mày lại nghĩ về mẹ thế à mẹ đã bảo rồi nó khác hoàn toàn lão trần hùng nó giờ lang bạt chuyện đó tránh sao được nó làm việc ở đây mẹ biết làm xong là về ăn cơm đọc sách đi ngủ mẹ vậy mà vẫn để ý nó hết anh ta thì đọc sách gì nó đọc nhiều đó sách kinh tế quản lý nó cũng đang tìm hiểu về quản lý khách sạn nhắc tới khách sạn cái khách sạn ngọc tâm hay tâm ngọc có phải của một người đàn bà của anh ta không không rõ mẹ cũng biết qua cô gái đó nhưng từ khi khách sạn đang xây dở thì cô ta rời khỏi đà nẵng rồi mẹ thấy mấy lần nó có vẻ đi tìm cô gái đó mà không thấy suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt con ưa không nổi vậy thôi đàn ông trên đời vẫn còn nhiều mà con gái mẹ thiếu gì bọn tốt đẹp bu vào nó cũng không phải xuất sắc lại cũng hơi trăng hoa mối quan hệ hơi phức tạp sương chợt nhớ tới những ngày tháng ngắn ngủi bên tâm hai người cứ lặng lẽ làm công việc của mình rồi lại lặng lẽ sống